Thưa quý vị, lại có thêm một vụ việc đáng tiếc khi một cháu bé 9 tuổi tại Phú Thọ xem các video ở trên Youtube và đã tập làm theo. Và cháu đã nuốt cả cái bấm móng tay vào bụng, nhưng rất may đã được cấp cứu và gắp ra kịp thời. Bệnh nhân 9 tuổi trú tại Cẩm Khê Phú Thọ cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê trong tình trạng ho nhiều và đau bụng. Qua thăm khám và nội soi dạ dày thì các bác sĩ phát hiện dị vật là một chiếc bấm móng tay có kích thước 60 đến nhân 16 mm nằm tại vị trí phình vị lẫn thức ăn gây tổn thương, xước niêm mạc dạ dày và ngay lập tức kíp nội soi tiêu hóa đã tiến hành gấp dị vật kịp thời và thành công. Theo các bác sĩ nguyên nhân được cho là người nhà bệnh nhi cho biết do bệnh nhi hay xem các video ở trên kênh YouTube nên đã tập làm theo các bác sĩ cũng khuyến cáo là phụ huynh không nên để trẻ tự sử dụng smartphone hoặc là xem youtube tham gia mạng xã hội thiếu kiểm soát không chỉ youtube các nội dung nguy hại không phù hợp với trẻ hiện đang được chia sẻ tràn lan trên các trang mạng xã hội phụ huynh cần biết được trẻ đã tiếp xúc với những nội dung nào trên internet để có biện pháp ngăn chặn kịp thời và quan trọng nhất vẫn chính là việc phụ huynh dành nhiều thời gian hơn cho con em của mình để giúp trẻ có thể khám phá cuộc sống thông qua trải nghiệm thực tế